xin chào anh em. Buổi học sáng thứ từ nha. Ok, xin chào anh em. Đấy. Anh học viên Thẩm Thủy đây. Ba hôm nay. Son mi son fa mi fa son son mi son son fa mi fa hai fa fa mi fa fa mi do mi hai mi mi do mi mi re do re hai re re mi fa fa mi re do son số năm không bạn cũng học rất là nhanh. Đây là học sinh mới. Đây, ngồi thẳng cô ra mặt hình đàn đó, chia đều hai tay, chia đều nhau cái tay này, tay này đó, như này. Đừng có đánh, đừng có để đánh cái này, mà đừng có kiểu như đóng cái cảng cua hay không, đánh xếp nó tròn rồi, cục lại, đó. Đúng rồi. Đó, từ từ đó đúng rồi, đặt từ phím, đặt cái đũa này nhìn này. Từ nó mới quen được, luyện cho nó đẹp ngón từ đầu. Ừ. Những cái bài cơ bản thế này do người dạy đấy, nhiều anh em nhập công là phải đánh có bốn ngón là ba ngón à, đấy 5 ngón thì đánh hết cho nó đẹp đấy, đừng có dơ cái đánh này này, nhìn đây này, thấy chưa? Đó. Lúc đầu nó sẽ rất là cứng, khó chịu, nhưng mà từ mình sẽ quen. Tập khó từ đầu, tập đẹp từ đầu, và nó sẽ sau này đánh rất ngon, rất là đẹp. Chậm thôi. Son, son, mi, son, son, fa, re, fa. Chậm thôi, đánh chậm thôi em. Tập tạm cái đó đi. Đi cô lấy đi à, lấy DJ vào đấy. Đem xuống nhập lại. Tại cái này là dùng đang à, dùng DJ mà. Đem 120 thôi. Xoay này, cầm cái xoay cho nó nhanh rồi ơi. Xong đến khi nào? Ngày mai. Đây. Này, bấm chung, bấm hiểu chưa? Cái này là điểm hát đấy.
sau này để DJ là chủ yếu những cái câu điểm lót này đấy. Gần một tháng rồi. Dễ mà, đơn giản mà. Rồi, bài làm đi, thử đi. Ngày hôm nay phải được bài đó. Rồi, ok. Đấy, hôm nay là lớp học bài học Việt. Hai anh này thì ở lại đây luôn. Còn em này thì ở gần đây. Đến chiều về. Anh em mà có nhu cầu trong tỉnh Thanh Hóa, mùa hè cho các em, các cháu đến học thì liên hệ mình nhá. Ok. Review cho anh em một số cây đàn đang còn nhiều anh em. Đấy, long lanh chưa? Long lanh nhá. Đây, bè sáo còn đây nhá. Chỉ 110 và 710 là còn nữa. 710 năm nay nữa. 710, 770 đang về nhá anh em nhá. Nào cần đàn học sinh liên hệ nha, 43403 403 này đây, 403 đây, đây cái 403 đây, chỉ hơn 3 triệu thôi, điệu tiếng đầy đủ, ben viết đàng hoàng, còn có loại triệu hơn 2 triệu đây. Nên nào cần liên hệ mình, phụ kiện tai phone, mic, chân đàn, ben 4 chiều, phím su, rắc iPhone vân vân, dây tín hiệu đầy đủ. Em nào cần liên hệ mình nha, xoan thôi thuận cho video nha. Rồi, xin chào anh em.